Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn xuất cho một bác khách là một cặp bát 25BM từ 190 côn 75. Dòng bát này thì nó sẽ cho tiếng ca sáng. Và cấu hình bát 25 mà từ 19 thì riêng cái thằng BM này nó đặc điểm nó thêm về tiếng ca và nó làm được bằng cái củ từ 190 thì nó sẽ cho cái tiếng bát rất là dày, lực tiếng và ca sáng. Bát 25 mà từ 190 là loại khủng nhất trong các dòng bát 25 rồi các bác nhá. Model L10 750 là côn 75. Chính hãng của BM, 600W trở kháng 8 ohm, made in China. Đấy các bác nhá. Xương nhôm đúc bát 25, các anh em có thể ráp vào các dòng loa full hoặc các dòng loa có thể là ráp vào riêng dòng này có thể là ráp vào dòng loa lầm. Đấy, vì nó cho tiếng ca sáng. Anh em cần đến tiếng ca thì có thể nâng cấp đôi bát này để hát cho nó sáng và khỏe. Vì nhiều bác loa lầm thì các bác cũng rất thích là phải to khỏe. Và đôi này anh em phải đánh đẩy và âm ly khỏe mới đánh được. Cấu hình của nó rất là đẹp. Màng được kết hợp sợi bông thủy tinh các bác nhìn này. Em đang soi cái ánh điện vào đây là được kết hợp sợi bông thủy tinh. Các dòng bát mà nhiều sợi bông thủy tinh bao giờ cũng là cái loại màng đẹp và cho ra chất tiếng rất hay, nó pha sợi bông thủy tinh. Và con này côn 75 nhịn màu vàng. Cái bích thép trắng ở đây thì nó rất là dày. Đấy, bích các bác nhìn này. Con này là làm bích sắt bằng thép trắng. Màng giấy được sơn dầu, mũ đen mờ. Gân vải thẩm dầu là 2 gân. Gân vải thì bao giờ cho tiếng ca sáng. Và khi anh em ráp vào các dòng full 25 hoặc là các dòng loa khác thì hát nó sáng tiếng và trống nó đập vào căng. Củ từ rất là to các bác nhá, khủng. Xương nhôm đúc bát 25 mà nó... Các bác nào mà muốn nâng cấp các cái đôi loa bát như này thì nó chất lượng rất là tốt này. Nhà em phân phối dòng bát này cũng mấy năm rồi nên anh em yên tâm về cái chất lượng của loa. Chạm nhún của nó thì đều bằng đồng hết các bác này. Chạm rất là tốt. Chạm của nó bằng đồng đây này. Bên đỏ là dương, bên đen là âm. Anh em nhìn em nghiêng cái bát nó rất là nhiều sợi bông thủy tinh. Em nhắc lại đây là em soi đèn vào thì tất nhiên cái sợi bông thủy tinh nó mới phản ánh được. Còn nếu không soi đèn mà để ngoài giờ thì không có đâu, nhìn nó không biết được. Thì các bác nhìn em soi video này các bác nhìn nó biết đây các lấp lánh đấy. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt anh em. Đôi bát này sẽ có giá là 1.900.000 em bao ship toàn quốc. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt nha.